Alo, người quen chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với diễn đàn Và của chúng chúng ta tôi và cùng buổi trận đấu đối chiếu lại một chút thì ngày hôm nay về trên ngay tại lúc này bảng đây trả thì thưởng ngày hôm trường nay quay cũng xin gửi thì lời chào lời chúc thân thương nhất đến toàn thể với cặp khán giả 81 trường và đang xem 02 trong không buổi tối ngày hôm nay, một lời 81 và chào và lời 02 chúc không thân thương thì nhất ngày hôm nay thì đến Cuba đội đã bóng duy cho nhất tất cả đã mọi người nổ luôn cho mọi luôn người gửi được thật nhiều một niềm con vui số và 20 may mắn trong cuộc sống trong cái bộ số là và toàn bắt là đầu đội đến với 02. video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mở đầu vào với bên trong Một diễn lần đàn nữa thì cũng xin chúc mừng và mọi trước người tiên nhưng mà những thì em nào đã mời tin chị tưởng và cùng đến chơi với nhau về phần phần kinh nghiệm ghi bạc điểm bỏ nhớ phiếu dành và cho ngày hôm nay đã ủng hộ anh em trên diễn đây đàn của mình. thì mình cùng đối chiếu Và qua chúng ta cùng trên ba đến mươi trận đấu với đầu tiên là bên trong diễn những cái phần đàn. tiếp theo Bên trong diễn đàn là trước thì những cái chúng bộ ta sẽ bảng chốt có quan trọng vài phần không ghi kém điểm nhớ trong diễn trước. đàn. Thì trước tiên Đây thì thì chúng mình ta sẽ cùng cùng nhau đến xem với phần bảng phiếu số dành VIP cho trong ngày hôm nay. thì chúng ta cùng xem Bảng lại số phần VIP ngày hôm ghi nay điểm dành thì cho mọi người. theo mình nãy Nãy mình có qua lướt có qua gửi một tặng cho chút mọi người thì ngày hôm nay về thì phần là thủ cũng thuật cặp có 3, nhiều cặp những 3 con số 5, đặc sắc cặp 3 dành cho và mọi đối người. với cặp 1 3 Và chúng 1. ta hãy cùng đến với Đây một là cái phần bảng chốt check thứ là hai. kết quả của ngày Bảng hôm chốt nay. top 1 thì bảng này có vẻ là khả Giải quan nghỉ hơn. ở miền Bắc ngày nay Thì tức là ngày hôm nay cùng 10 điểm về sau phần khi bảng liên chúng ta cùng xem Real lần lượt Madrid thứ hai, và lại bảng top 35 1 thì chúng và ta sẽ cùng với có 331 sắc thủ lô đó là 331 0831 331 và dàn đầy bốn 335 số thì và mọi người cũng 911 đã nổ được cặp 34. 1331 tương đương Mình cũng mở lại cái tiếp bảng xem là và nhìn ngày hôm nó nay chuẩn thì chưa bảng nhá. nhớ lại không về. Thì đây Rất đáng tiếc khi mà 0830 thì chúng ta qua đã một có chiếc cặp 08 người rồi. thì ăn liên tục là những cặp song thủ bạch thủ hai nháy đến ba nháy và ngày hôm nay thì Đây đã không về của anh em đã có và cặp 08 đây rồi không chờ lâu nữa thì chúng và ta dàn cùng đề check lại một lượt nhé. 34 Đây video ngày hôm toàn qua ở thể đây là thì những quý anh chị cặp em quân lên cho mọi người cũng được khoảng là gần 5.000 lượt xem và cũng như là được 133 lượt like của tất cả mọi người thì cũng xin cảm ơn tình cảm của tất cả anh em. Thì đây đây đối chiếu ba mặt đây nhá, đối chiếu trên ba mặt trận thì trên YouTube thì mình có nói đâu, nói chung hôm nào ăn thì mình sẽ nói ăn, là không ăn thì sẽ nói là không ăn, luôn luôn đảm bảo cái tính minh bạch và công khai cho mọi người. Cùng thì chúng ta sẽ cùng đến với những bảng chốt cơ bản trong cái đàn. Trước tiên thì mời mọi người cùng đến với bảng số VIP trong ngày hôm nay với cao thủ đầu tiên đó là MC Bảo Long. Với MC Bảo Long ngày hôm nay thì chúng ta về phần lô đã ăn được cặp 81 và tiếp tục về phần tứ thủ giải 7. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một người chơi tiếp theo đó là Minh Nhật Nguyễn. Với Minh Nhật Nguyễn thì mở đầu ngày hôm nay thì Minh Nhật Nguyễn cũng đã khai show được cặp bạch thủ lô là cặp 54 và cùng check qua một lượt nhé, 54 chính xác rồi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái bảng chốt thứ hai trong ngày hôm nay đó là bảng chốt thứ một. Bảng chốt thứ một với thánh lô thần đề thì thánh lô thần đề ngày hôm nay thì thánh lô thần đề xem nào, không có gì đặc sắc lắm. Ngày hôm nay thì cao thủ thánh lô thần đề cũng đã nổi được cho mọi người trên mặt trận đó là dàn đề 10 số giải nhất nhé, để ăn được cặp 02 đây thì trong cái bộ số là 55702 thì đã được cặp 02 nhé trong dàn đề 10 số giải nhất này. Và đến với người chơi thứ hai là Bắc Kiều Phong. Bắc Kiều Phong thì về phần lô thì cũng đã nổi cho anh em được cặp 63 và về phần ba càng lô nhé, ba càng lô thì chúng ta cùng check qua một lượt. Hôm nay về cả 3663 về phần riêng về phần 63 thì chúng ta cùng check qua một lượt để mình nhìn cho anh em phần tiếp thì không có gì. Về phần đề thì sao, phần đề thì ngày hôm nay thì cũng phải là duy nhất chiến thắng được một cặp đó là cặp bạch thủ lô nhé. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với bảng chốt cao thủ trong ngày hôm nay. Bảng chốt cao thủ trong ngày hôm nay thì với các sáng con lô tiên sinh chúng ta cùng check qua một lượt. Như vậy là hơi đáng tiếc cho cao thủ Giacalo ngày nay là đã chưa có một kết quả khả quan cho mọi người. Tiếp theo thì chúng ta còn một cao thủ cuối cùng đó là Lão Hạc. Lão Hạc trong ngày nay xem nào. Lão Hạc ngày hôm nay thì đã rực rỡ cho mọi người trên bộ đề đó là dàn đề 10 số thì đã nổ được cặp 36 mọi người nhé. Đây 36 dàn 36 số thì cũng tương tự thôi. Đây nhé, dàn 36 số này là 64 này, 64 đây mọi người nhé. Thì một lần nữa xin chúc mừng những cao thủ trên diễn đàn và cũng như là tất cả mọi người anh em nào ngày hôm nay đã theo dõi các cao thủ và cũng như là đã ủng hộ những anh em trên diễn đàn
thì mình xin cảm ơn mọi người một lần nữa. Và những em nào ngày nay đã nổ trên diễn đàn rồi thì cho phép mình có đôi lời anh em để lại một vài lời cảm ơn, cũng như là một vài lời chuyên nho nhỏ trong diễn đàn cũng như là trong video, để cảm ơn đến các cao thủ và cũng như là một lời cổ vũ động viên dành cho các anh em trong đội ngũ chốt số, để mọi người có thể là đưa ra những con số, những cặp số chính xác hơn nữa dành cho mọi người. Và tiếp theo sau đây thì mời anh em cùng đến với hai cái bảng chốt cơ bản nữa, đó là bảng lô khung trong hai ngày. Lô khung hai ngày ngày hôm nay đây, tức là ngày 10 và 11 và 11 và 12 19 10 nhá, vẫn chưa thấy đâu. Và ngoài ra thì mình cũng xin nhấn mạnh lại là về phần lô khung này thì bọn mình cũng có làm thêm một kênh nữa do một MC khác làm, nhưng mà mình vẫn sẽ tổng hợp lại tất cả kết quả trên diễn đàn. Thì mong rằng anh em nhìn thấy những cái video, những cái logo của diễn đàn Giấc Mơ Vào Bờ thì anh em vẫn có thể ủng hộ bằng cách like cũng như là chia sẻ đến mọi người. Vâng, và cái bảng chốt tiếp theo, bảng chốt khép lại ngày hôm nay, đó là bảng giá đề 3 trọng 5 mẫu số dành cho tháng 6 này. Tháng trước thì ăn rực rỡ rồi, tháng này thì không biết ra sao đây. Và ngày hôm nay, tức là ngày 10, thì cũng đã trên cái đường cầu đó là 3 trọng, trọng 3, trọng 4 và trọng 6. Thì đây đã ăn được 2 trọng, trọng 3, trọng 6 nhé. Thì đã ăn được có đề 36 và số lãi ngày hôm nay là 4.8 triệu. Thì cũng xin chúc mừng mọi người, mình có nói rồi, trong bảng này thì cái số 4 mọi người bỏ ra nó tương đối là nhiều, và quan trọng là anh em phải có một cái tinh thần ổn định và cũng như là một cái phong thái chơi nó cực kỳ là bình tĩnh, không được mất kiểm soát, và cũng như là chơi đúng theo những cái gì mà chúng ta đề ra từ ban đầu. Đây thì chúng ta sẽ có được tổng số lãi, ví dụ như tháng 5 vừa rồi, nếu mà anh em chơi đúng với những cái tỷ lệ và những con số mà bên diễn đàn đưa ra cho mọi người thì cuối tháng thì anh em cứ chuẩn bị tinh thần mà nhận lúa thôi. Như tháng trước là đã nhận được 49.800.000. Vâng, thì đấy là một vài những cái bảng chốt cơ bản trong ngày hôm nay. Và tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một phần cực kỳ là quan trọng trong ngày hôm nay. Thì mời anh em cùng đến với bảng trả thưởng dành cho ngày hôm nay với cái giải dự đoán trị giá tổng giải thưởng là 60 triệu dành cho một tháng. Thì trong diễn đàn chúng ta sẽ cùng cho nào, chúng ta cùng xem ngày mùng 10 nhé. Ngày mùng 10 ngày hôm nay với phần bảng chốt thì chúng ta sẽ có những người chơi top đầu đây, Yêu Buồn 234, thời gian chốt là 15:02 với tổng số điểm thưởng là 47. Và những cặp nào đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tính toán qua một chút đối với cao thủ này. Vì sao có số điểm 47 này? Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhìn qua là cao thủ này thì cũng đã ăn một cặp bài thủ lô này, và cũng đã ăn được một cặp song thủ lô nhé. Tiếp theo về phần xiên đây thì trước mặt anh em đây là đã ăn được một cặp xiên này này, 63 và 38 rồi, và ăn thêm được là đề 10 số ấy, thì cũng ăn được một cặp. Vậy tức là điểm thưởng sẽ là 10 cộng 5 là 15, 15 cộng với chỗ này là 20 là 35, 35 chỗ này cộng với 20 là 55, 55 mà trừ đi cho hai cặp xiên không về, tức là trừ đi cho 8 thì tổng điểm số còn lại là 47, hoàn toàn chính xác và cũng như là hết sức là công tâm dành cho mọi người. Thì một lần nữa xin chúc mừng ba cao thủ trên top đầu này, thì mọi người có thể là bình luận ở dưới diễn đàn là nay là đã được nhận thưởng và cũng như là đã được anh em trao thưởng thành công nhé. Thì tối đến thì mọi người nhớ liên hệ qua Zalo hay là qua Telegram để mình sẽ trao thưởng cho anh em, và cũng như là cùng vinh danh mọi người những cao thủ hàng đầu trong ngày. Và cuối cùng thì mình cũng xin giới thiệu qua lại một chút về phần cách thức đăng ký tài khoản diễn đàn để anh em được vào bên trong chơi và cũng như là được tham khảo những con số hay, con số đẹp đến từ những vị trí những cao thủ trong diễn đàn. Đầu tiên mọi người sẽ mở một tab mới như thế này và anh em sẽ vào phần đăng ký. Sau khi đăng ký xong thì anh em nhớ là liên hệ bọn mình qua các kênh Zalo, qua kênh Facebook, qua kênh Tele. Và cuối cùng là anh em phải đăng ký tài khoản nhà cái phạm đỏ 88.bet. Thì làm sao để được đăng ký tài khoản này? Thì mọi người có thể click vào đây và sau đó điền đầy đủ những thông tin từ tên đăng nhập, email, mật khẩu thanh toán này, số điện thoại và họ tên. Thì anh em nhớ lưu ý mật khẩu và tên đăng nhập, để có bất kỳ vấn đề về phần trao thưởng thì anh em mình sẽ liên hệ với nhau một cách hoàn toàn yên tâm và chính xác.
Cái thứ hai là nói về phần diễn đàn, về phần nhà cái thì đây là nhà tài trợ chính cho diễn đàn và cũng như là cực kỳ uy tín, an tâm dành cho anh em. Vì nếu như mà có vấn đề gì xảy ra thì diễn đàn của mình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm 100% với mọi người. Và đấy là một vài thông tin mà mình cần lưu ý đến mọi người. Và cái thứ hai là hiện tại thì đang có chương trình là giới thiệu bạn nhận quà vô hạn. Tùy thuộc vào số người anh em giới thiệu được, ví dụ là giới thiệu một người là 100.000 và tối đa ví dụ giới thiệu 30 người sẽ được tổng giải thưởng là 6.8 triệu. Và dưới đây đang là cái phần điều kiện nhận thưởng khi anh em mà có chơi và cái tỷ lệ quy đổi giải thưởng, ví dụ như lô số 2 đầu 27.1 điểm này ăn là 99.5, và lô hai số đầu 23 ăn 99.5. thì đây là tất cả những thông tin anh em cần lưu ý. Và ngoài ra vì hai cái tài khoản này sẽ liên kết lại với nhau, và cũng như là để anh em có bất kỳ một cái thắc mắc gì thì mọi người có thể bình luận dưới video cũng như là vào tele thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em. Cuối cùng, trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với bên trong diễn đàn và cùng xem lại tổng kết lại phần bảng nhớ dành cho ngày mai, tức là ngày 11. Đây, bảng nhớ dành cho ngày mai thì anh em nhớ lưu ý kỹ nhé. Đây, bảng nhớ dành cho ngày mai ở bạch thủ lô sẽ 35 và song thủ sẽ là 232 dành cho tất cả anh em trên diễn đàn và cũng như là trên YouTube. Anh em nào chưa biết cách đăng ký thì có thể xem lại video và nhắn tin thì bọn mình sẽ hỗ trợ anh em 24/7 nhé. Một lần nữa thì thay mặt cho tất cả anh em trong kênh cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã nán lại xem video đến giờ phút này, và hy vọng rằng là tiếp tục thì mọi người sẽ ủng hộ cho diễn đàn lớn mạnh hơn nữa và ngày càng thành công. Chào tạm biệt tất cả anh em.